thật quan trọng khi có một giải pháp chính xác, bởi vì nó giúp bạn tìm được các dây vũ trụ. Giải pháp của ông chứng minh rằng không gian và thời gian quanh một dây vũ trụ rất kỳ lạ. Và giờ đây, ông tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra với một hiện tượng còn kỳ lạ hơn, đó là hai dây vũ trụ gặp nhau. Vài năm sau, tôi tìm ra lời đáp cho hai dây vũ trụ di chuyển. Nếu bạn có hai dây vũ trụ di chuyển ngang qua nhau, thì lời giải là như thế nào? Những phương trình toán học của God dự báo rằng hai dây vũ trụ sẽ làm thay đổi hoàn toàn hình dạng của thời gian. Sẽ có một đường thời gian cong giống như thời gian trong hình trụ của Tipler. Nếu các dây thời gian di chuyển đủ nhanh nhưng vẫn chậm hơn tốc độ ánh sáng, thì thời gian sẽ đủ cong để bạn có thể bắt đầu ở đây. Bạn có thể uốn cong hai dây vũ trụ và trở về với một sự kiện trong quá khứ của bạn. Và nếu điều đó vẫn hoàn toàn không rõ ràng, thì ở đây lại xuất hiện bánh pizza. Lúc này bạn có thể thắc mắc, bánh pizza có vai trò gì trong vật lý? Dần, nếu bạn thắc mắc không gian quanh dây vũ trụ trông thế nào, bạn có thể nghĩ không gian quanh dây vũ trụ trông giống như một cái bánh pizza thông thường. Nhưng thực ra, trong lời đáp của tôi, nó trông như một chiếc bánh pizza bị thiếu mất một lát. Vì thế, tôi sẽ cắt ra một lát ở đây và bỏ nó đi. Bạn có thể ăn nếu muốn. Và sau đó bạn gập chiếc bánh pizza để tạo thành một hình nón. Và chu vi quanh dây vũ trụ nhỏ hơn bạn nghĩ. Và đây là hình hình học quanh một dây vũ trụ. Nếu có dây vũ trụ thứ hai ở đây, bạn cắt ra lát bánh thứ hai. Và cái này bị gập ở cả hai bên, và nó trông giống như một chiếc thuyền giấy. Nào, làm thế nào mà vật này trở thành một cỗ máy thời gian? Hãy tưởng tượng mình đang sống ở đây, trên hành tinh A. Bạn có một con tàu vũ trụ. Bạn có thể gửi đi một tín hiệu ánh sáng cho một người bạn của bạn trên hành tinh B. Bạn có thể đi qua ngay giữa hai dây vũ trụ, nhưng bạn có thể lên tàu vũ trụ của mình và bằng cách nhảy qua chỗ lắc bánh pizza bị thiếu này, bạn có thể đi đường tắt đến hành tinh B nhanh hơn chùm ánh sáng. Bạn có thể rời hành tinh B tại đây vào giữa trưa và di chuyển qua đây để trở lại hành tinh A vào giữa trưa. Thực tế, bạn có thể trở lại đúng giờ để vẫy tay với mình trước kia và chúc mình có một chuyến đi tốt đẹp quanh dây vũ trụ. Vậy đó là cỗ máy thời gian ư? Điều đó tạo nên một cỗ máy thời gian. Đề xuất của Richard Gott chỉ là đề xuất mới nhất về cách hoạt động của một cỗ máy thời gian. Lúc này có nhiều giải pháp được đề ra, và người ta khẳng định là chúng cho phép một nhà du hành vũ trụ vượt thời gian cả hai chiều. Thế nhưng không may là tất cả các giải pháp đó đều chịu một khiếm khuyết chung. Xã hội duy nhất đủ thông minh để tạo nên những cỗ máy như thế nằm trong tương lai, cách chúng ta hàng ngàn năm. Một nền văn minh có đủ sức mạnh, có thể chơi đùa với hệ thống sao và các lỗ đen, chỉ có họ mới có thể làm chủ được không gian và thời gian. Thế nhưng, năng lượng cần thiết để chạy một cỗ máy thời gian thì con người trên hành tinh trái đất không thể khai thác được. Cỗ máy thời gian mà tôi đề xuất sử dụng các dây vũ trụ, nếu bạn chế tạo được nó từ một đường cong của dây vũ trụ và muốn trở về trong khoảng một năm, thì đòi hỏi phải có một đường cong lớn cỡ bằng nửa dải ngân hà của chúng ta. Và thậm chí, nếu có người cố gắng chế tạo được những cỗ máy này, thì họ cũng không thích thú gì cho lắm, bởi vì tất cả họ đều phải dựa vào những đường cong trong thời gian, mà các đường cong trong thời gian thì lại có những quy luật hết sức nghiêm ngặt của mình.
Tất cả những biện pháp đã được thảo luận cho đến lúc này, dù là những dây vũ trụ của God hay các lỗ đen xoay hay tất cả những điều này, tất cả đều có chung một đặc tính, đó là bạn không thể quay về thời điểm trước khi cỗ máy được chế tạo. Vì thế, nếu có người tạo được một cỗ máy thời gian vào năm 3000, thì họ không thể trở về để nói cho chúng ta biết về điều đó. Chúng ta không thể tạo một cỗ máy thời gian vào lúc này để về quá khứ xem khủng long, trừ phi có những người ngoài hành tinh thân thiện nào đó ở bên kia dải ngân hà đã chế tạo ra một chiếc cách đây 100 triệu năm và gửi nó cho chúng ta. Quỷ diệt! Quỷ diệt! Các bạn có thể nghĩ rằng điều này có nghĩa là toàn bộ ý tưởng vượt thời gian đã trở nên vô nghĩa, nhưng các bạn đã không coi trọng trí tưởng tượng của các nhà vật lý. Cuộc chạy đua để tìm ra một cách để làm chủ thời gian sắp sửa dẫn đến một kết cục tăm tối nhất. Cách đây khoảng 5 năm, một nhóm khoa học gia và triết gia bắt đầu tranh luận về việc có thể có một cách vượt thời gian khác không. Nhưng đó không phải là một cỗ máy trong không trung, cũng không liên quan đến việc xoay tròn dải ngân hà. Đó là một máy tính. Và người tiên phong của phương pháp không chắc chắn này chính là người tiên phong không chắc chắn của những cỗ máy thời gian, giáo sư Frank Tipler. Từ những năm 1970, ông đã rất phấn chấn với một xu hướng về máy tính. Mọi người nhận thấy rằng việc xử lý tốc độ máy tính tăng lên không ngừng, tăng theo mỗi năm, theo mỗi vài năm, mỗi 18 tháng. Quá trình này cứ tăng lên không ngừng. Nếu xu hướng này cứ tiếp tục mà không hề giảm đi, thì điều đó có nghĩa là máy tính sẽ ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn. Đến mức trong tương lai xa, sẽ có một nền siêu văn minh với những máy tính có khả năng làm cho chúng ta trông nhỏ bé đáng thương. Hãy tưởng tượng nếu chuyện này xảy ra càng lúc càng nhanh hơn. Nếu điều đó xảy ra, thì có thể một lượng thông tin khổng lồ sẽ được xử lý. Tipler nói, chính năng lực vô hạn này của máy tính sẽ cho phép một nền văn minh tương lai vượt được thời gian. Họ làm điều đó bằng cách sử dụng thực tế ảo. Những hình ảnh mà máy tính có thể tạo ra đã được cải tiến mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua. Nhưng nhiều nhà vật lý tin rằng cuối cùng máy tính sẽ có thể tạo ra những hình ảnh ảo tốt đến mức người ta không thể phân biệt được chúng với hình ảnh thật. Chúng là những bản sao chính xác đến tận cùng của thế giới thực. Trong tương lai xa, những hệ thống vật lý tái tạo với độ chính xác rất cao và trông thực một cách hoàn hảo đối với người sử dụng, thực tế ảo sẽ trở nên phổ biến và thông dụng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một nền văn minh tương lai không thể tạo được hình ảnh của các sự kiện hư cấu? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay vào đó chúng có thể tạo được những hình ảnh về quá khứ thực của chúng? Khi đó, chúng có thể tạo những bản sao ba chiều chính xác về những sự kiện và nơi chốn trong thời đại của chúng ta. Những hình ảnh tái tạo này sẽ mang hình ảnh những con người giống hệt như chúng ta. Họ có cảm xúc như chúng ta. Họ có những suy nghĩ như chúng ta. Thậm chí, họ nghĩ rằng họ là chúng ta. Hậu duệ của chúng ta khi đó có thể sử dụng những hình ảnh này để hiểu về quá khứ của mình. Họ có lẽ đã có một cỗ máy thời gian, nhưng họ không cần phải vượt thời gian về quá khứ, mà họ mang quá khứ đến với họ. Hãy tưởng tượng một nền văn minh tiên tiến và hãy nghĩ rằng họ muốn đến thăm quá khứ. Và họ không thể tạo ra được một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ. Các nhà vật lý có thể hoàn toàn không cho phép điều đó. Có một cách thứ hai, nhờ nó họ có thể trải nghiệm được cuộc sống trong quá khứ bằng cách tạo ra những hình ảnh tái tạo rất chi tiết, rất thực về quá khứ.
Ý tưởng rằng một ngày nào đó máy tính có thể được sử dụng để tạo ra những bản sao chính xác về quá khứ có vẻ giống như một kiểu rèn luyện trí óc. Nhưng một thế hệ tin vào chuyện vượt thời gian mới đã đưa ra một kết luận đầy trí tuệ, và họ chỉ ra rằng một nền siêu văn minh sẽ không chỉ tạo ra một tái tạo hoàn chỉnh về quá khứ. Một nền văn minh tiên tiến sẽ có đủ năng lực về công nghệ thông tin, ngay cả khi nó chỉ dành một phần nhỏ của năng lực đó, khoảng 1/100, trong chỉ một giây của cả hàng ngàn năm dài tồn tại của nó, cũng có thể đủ để tạo ra hàng tỷ bản tái tạo về tổ tiên của nó. Cứ mỗi lần khoa học cho rằng mình đã tìm ra được một cách làm chủ thời gian, thì khoa học lại buộc phải đối mặt với một vấn đề đáng lo lắng. Giải pháp cuối cùng này cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì nó quá ra cũng có một điểm khó chịu. Điểm này bị chi phối bởi các quy luật về xác suất toán học. Nếu máy tính của tương lai tạo ra được hàng tỷ bản tái tạo, thì làm cách nào chúng ta biết được chúng ta đang sống trong thế giới gốc thực sự và không phải là một trong hàng tỷ bản sao đó? Thực tế, tỷ lệ chọi với chúng ta vốn là những người thực là hàng tỷ chọi một. Sẽ có nhiều người tái tạo giống như bạn hơn cả những người gốc không tái tạo. Và khi đó, bạn buộc phải nghĩ rằng nếu hầu như tất cả mọi người giống như tôi đều là người tái tạo, và chỉ một thiểu số là người không tái tạo, thì khi đó tôi có khả năng là một người tái tạo hơn là một người không tái tạo. Nói một cách khác, bạn rõ ràng đang sống trong một thế giới tái tạo. Việc tái tạo càng tinh vi thì càng khó nói được bạn là người tái tạo hay là người thật, bạn đang sống trong một vũ trụ giả hay một vũ trụ thật. Và quả thật, sự khác biệt giữa thật và giả sẽ không còn phân định được nữa. Với sự tái tạo như thế, bạn sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa môi trường giả hay thực tế ảo với môi trường thật. Thực tế, môi trường mà ta thấy mình ở trong đó có thể chỉ là một môi trường tái tạo. Cách đây 300 năm, khoa học đã bắt đầu tìm kiếm cách làm chủ thời gian, kiểm soát thời gian. Mọi người không muốn bị một nhân vật siêu nhiên với trí thông minh siêu việt làm chủ. Quả thực, chúng ta làm điều đó vì chính chúng ta. Nhưng cứ mỗi lần chúng ta thực hiện một cú đột phá, thì chúng ta lại bị vướng bởi một rào cản. Giờ đây, người ta nói rằng chúng ta thậm chí có thể là giả. Quả thật, chúng ta có thể chỉ là một phần của một chương trình vi tính. Ý chí tự do của chúng ta, như Newton đã đưa ra giả thuyết, là một ảo tưởng. Và chúng ta bị một nhân vật siêu nhiên đặc biệt thông minh kiểm soát, người mà rốt cuộc là chủ nhân của thời gian. Theo quan điểm khoa học, đó là một ý tưởng khủng khiếp. Mục đích của khoa học là tìm hiểu sự thật. Nếu chúng ta đang sống trong một thực tế ảo, thì chúng ta vĩnh viễn không hiểu được tự nhiên. Việc nghiên cứu của chúng ta về thiên nhiên chắc chắn dẫn đến việc hiểu về bản chất của sự thật, và sẽ hết sức trớ trêu nếu câu chuyện khoa học này hủy hoại chính sự tồn tại của toàn bộ công trình khoa học và hủy hoại sự tồn tại của vũ trụ thực. Existence of the rational universe.